Giao. Tôi là Lô Tam Mau. 0947640046. Quẩy gì nào? Quay đang chuẩn bị sản xuất. À, chuẩn bị sản xuất. Cái loại này thấy bảo là chuyên sản xuất để bán cho Sao TV lọc cá hồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. À, mời anh gọi là đây, mời thử xem con giòn không? Mời nhà nhá. Mời gia đình mình nhá. Ăn thử tí. Ôi giời ơi. Mời là nhà nhá. Dạ. Này cũng giòn đấy. Nhưng mà nhà cái này chắc là sái ngoài hàm. Được. Hôm nay anh em nướng hơi cháy. Nhận là hơi như các bạn biết đấy thì hơi quay thực ra bao nó cháy mà còn ăn được thì là tốt rồi. Ngày xưa tôi thấy cháy toàn ném cho vitamin đâu, đâu. Bây giờ anh đấy, thích pha cần gì đấy, mỗi anh em một cái đùi. Ok nha, mỗi anh em một cái đùi nhá. Cái loại này mà chấm tương gừng nhỉ, hết nước rồi. Anh cứ bảo hết nước chấm luôn. Thao chú càng ngày bó cua lại càng rộng ấy. Wow. Ủa, nghe nhờ. Ủa. Được rồi đấy. Rồi. Ha ha. Ai nhận cái đùi này út bọc 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 bọc. Cái này thì giao cho Mao Đệ đi. Ủa, cái này khi mình nghĩ là nó lặng, cái cân lặng của nó bằng luôn Mao Đệ ấy chứ. Ok chưa? Dạ. Mao Đệ khoảng hơn 2 yến thì cái này thế. Phải tách bốn cái đùi ra là hết luôn. Hết luôn. À, đây này. Wow. Nhìn đã chưa? Đây nga sumo. Mà mình cứ để tạm đây đã nhá. Đây. Rồi. Cái này phải cho mượn cái kim để từ tháo cái này ra đã ui rồi. Thế là quả đùi này ra là cũng hơi bị căng thẳng đây. Nhưng mà anh em tiếp đón chu đáo này ngại lắm. Nên Sapa mình cho anh em xơi cá hồi cá tầm mấy chục cân thôi. Đợt đấy là con lên mấy chục cân nhỉ? 20 cân. 20 cân. Mấy 28 hay 9 cân. Chính xác 20 cân. Nhà chuyên bán dao mà. Anh em mua dao thì liên hệ với cả bên Tam Bao TV nhá. Cứ lấy mật khẩu Tam Bao TV của chị được giảm giá. 0947640046. 640 là còn 046. Con này hơi khoai nhỉ. To quá nhưng mà bây giờ xẻo to. Đây mình xẻo nhỏ thôi, vừa vừa thôi. Thế khung này nhỉ. Đây xẻo xẻo vát của này. Vát đấy là nó. Rồi ok. Mọi người xin đừng ngắn. Trước anh vừa đi chỗ bê thui cầu mộng ấy. Đã thật. Cái thịt của nó hồng. Này đúng rồi. Vừa chín tới luôn. Cái này thì ngọt nước lắm đấy nhỉ. Này cho anh mượn lên từ từ ra. Ui mồi. Đây anh em này. Đây mời Mao Đệ đi. Mao Đệ thử muối mì xem. Đây. Mời Nga Sumo thử xem nó ngọt không? Dạ. Ôi nóng. Ngọt quá rồi mà chấm kém rồi. Rất tiếc là anh em mình hành trình đến đây thì chấm chéo nó hết mất rồi. Đây là mời Mao Ca. Ngọt kia. Ui dồi ôi. Tuyệt vời. Mày làm thế. Đây là mời làm sao anh em nhá. Này chắc là không ngọt đâu. Ôi ngọt chết luôn. Đúng là ba vì cái gì cũng to. Chuẩn ghê luôn. Hôm trước thì ông ấy cho mình xơi con đà điểu. Hôm nay xơi con bò. Mai xơi con gì nữa không biết. Đây là ba vì còn bò vàng ấy. Ba vì con bò vàng đúng không? Đúng rồi. Còn một câu nữa nhưng mà thôi sợ ra anh em ba vì chỉ chết. Ông lo đi. Nhưng mà phải nói là hôm nay là anh em Tam Bao TV tiếp đón anh em mình chu đáo quá nên là cảm thấy là nếu mà anh em mình không ăn hết cái đùi này là mình thấy có gì đó thiếu sót tại một cái khung cảnh đẹp như này, đằng sau thì là bể bơi đấy. Mai còn những cái thử thách đấy, là hôm nay gọi là thử muối mì con bò thôi. Thử muối mì bò ok. Và rồi Mao Đệ cũng ra đòn luôn à? Ra luôn. Là hôm nay chủ động thế nhỉ. Cổ đang kiểm đang khát. Đang khát vừa tắm lên hơi khát. Vừa tắm lên hơi khát. Mao Đệ bơi về luôn. Chú là hôm nay là đến hơi muộn nên là anh em đã bơi hết rồi. Thôi thay mặt anh em Sapa TV cũng như là Nga Sumo cảm ơn anh em Tam Bao TV rất là nhiều đã đưa mình đến một cái homestay gọi là Doris homestay rất là đẹp luôn các bạn ạ. Rất là đẹp.
phải nói là cái cảnh nhìn từ trên cao xuống ấy, cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, em cảm ơn nha. Em mình hết chưa? Xin phép các bạn là mình uống bia đen nhé. Mát ghê chưa? Khả năng là anh em mình xẻ cái này ra đây nhờ. Cameraman của mình, driver của mình thì không bia rượu nên là mọi người rất thông cảm nhé. Wow. Lái xe tí nữa còn em an toàn. Bỏ ra đi, cái da này không nhái nổi đâu. Cứ cắt cái lát mỏng mỏng như vừa nãy anh em mình ấy, khập là đỉnh nhất. Bỏ da này mà cho ai đi nhầm răng à. Báo cáo với cả Mau Đệ là chị Nga Sumo là mới đi làm quả răng nhá. Mới quả bộ nhá về, bộ nhá bây giờ mà bây giờ em phải bảo với cái ông bên ông làm bộ nhá là bây giờ phải nhá thử cái da bò này ra bên mở để cho em nha, đừng bỏ nha. Ôi, cái mỡ này em thích à? Em thích lắm. Ôi, ôi, ôi. Tí em có gì em nấu cháo ăn cũng được. À, nấu cháo à? Hay là chiến luôn? Đâu. Chiến luôn hay nấu cháo? Em nghĩ là không chiến được đâu, phải rất là cứng, nhưng mà để ra tí em nhai thì được không? Em đợi mọi người. Wow. Hôm nay là anh em mình có gì giữ khách thôi nhá. Không phải mai đến nhà Mau Đệ là Mau Đệ sợ đóng cửa. Rồi miếng thịt kìa cắt. Ui, nó đá chưa? Sướng nhờ chị. Sướng lắm ấy. Cắt một miếng bự thịt bự đi anh. Cắt một miếng này cho cả nhà xem nè. Thử cái lát này. Ôi trời ơi, cắt lên. Ui. Ui. Ăn thì cái ui cái hồng đào đúng không? Rồi. Ôi da. Đây mời anh em. Ôi nó đá lắm. Này, Nga Sumo ra đòn trước đi nhỉ? Em à, ok. Xin phép mời đại gia đình mình nha. Đây, Mau Đệ này. Người bé bé này, này xây miếng này. Anh ạ, à, anh hãy. Anh em mình đánh nhau cái này. Không đủ nước chấm đâu. Cái này tô nữa này. Cái này là hết nước chấm đấy. Các bạn ngon hết nước chấm đúng không? Đây, chú chơi con này đi. Anh em mình cầm lên cùng cái nào. Mời đây là mọi người nha. Mời lên chăm anh em nha. Mời đại gia đình nha. Vô. Một, hai, ba, vô. Mà Mau Đệ đã xơi rồi. Này thì chắc là không ngon đâu nhỉ. Ngọt quá rồi. Hết nước chấm rồi đấy ạ. Hết nước chấm à? Ngon. Cái nước chấm ở đây họ dùng gừng này, không phải gừng này. Mình cho một ít tỏi vào nữa. Nó ngọt. Có chút đường á. Yếu quan trọng yếu một cái. Yếu gì? Chậm chéo. Đúng rồi. Rất tiếc các bạn là hôm nay là chậm chéo cho mình hầu như là hôm nay là giao lưu với anh em Tam Mao, ngày mai là ngày kia là mình đã có mặt ở Sapa rồi nên là Mao ca chuẩn bị rất là chu đáo, bố trí là sung luôn. À? Thật sự là hôm nay nếu mà chị Nga biết về quả sung thì sẽ khác. Chị Nga là mình không biết về quả sung này. Ăn. Ok, Nga thử nha, để em cho Nga được 6 quả này không hả? Vâng. Thôi em ơi, được ăn ở đâu? Chị thử một quả đi. Thử một quả nha. Bất quá em bị gì, có ăn mình. À không, không biết không, gì đây, cả. Nó chỉ là thay cái glucid thôi em. Chát, chát. Nó sẽ đỡ bị điều hòa được đường ruột. Ngoài Tây Bắc mình thì hay ăn cái quả này. Đấy. Quả này nó cũng có hơi khó nhốt để ăn đấy, hơi khó nhốt một chút. Chát lắm. Chát. Xít. Nó xít. Đâu rồi, bia đâu rồi, bia đâu rồi. Bia, bia, bia. Em cảm nhận xem là có ăn hết được 6 quả trong vòng 1 phút không? Có đấy. Chát lắm rồi. Anh dùng đường cân máy nó chảy hết. Nó để ở nhà đừng bị ngân à? Ai nói cho em? Lại ngang quá kẹo cao su. Đây, cho vào đây, cho vào đây. Em nuốt nó chừng không à? Ủa, này. Ui chà. Còn miếng bởi ngon anh ơi. Nè. Ngọt điểm mà. Cái chị ăn mỡ hả? Chị ăn mỡ, chị thấy ăn mỡ lắm này, mỡ cái này. Sở trường của Nga là mỡ đấy. Mới rồi đây Nga cũng có. Chị ăn, em xem cái video của chị á. Là thấy chị ăn mỡ thì có thể nấy. Ăn quá nhiều thì nấy chứ. Dạ. Nhưng mà 2 cân đổ lại thì ok. Nếu mà tầm như Nga Sumo ăn tầm 2 cân mỡ đổ lại là hít sáo và hết. Hôm vừa rồi đây Nga ở trên bảng ấy cũng có một bạn mà nó không phải là nói dám thách thức nhưng mà một bạn đấy là nếu như mà nói là Nga Sumo mà ăn hết 2 cân mỡ mà bạn ấy ăn hết 2 cân mỡ thì bạn sẽ giữ Nga Sumo ở lại. Là Nga có chồng tiếng là
bạn không, cái thằng đấy là mới đầu là nó là sẽ cố gắng là thắng đấy. Ừ. Nhưng mà sau nhìn thấy anh Sumo mà bảo là giữ lại ở lại làm vợ phát thằng đấy nó sợ hết. Mẹ. Không phải. Không phải là ngại kẹo á. Đâu, nguyên một làng luôn là mấy cô mấy chú là động viên là cố lên cào để thắng để sao để muốn là à nghe làm dâu đúng không? Em có video nha. Em nghĩ là họ suy nghĩ lại đấy. Tại vì là nhìn hơi cái mắt đấy nhưng mà không sợ không đủ nuôi. chuẩn luôn ý ý hải là muốn nói như thế đấy. Chị uống cầm nhanh không em nhảy đều đến giờ nó cho em rồi dạy em tập bơi mà em đối xử gì. Phải nói là cái thời tiết ở đây uống ly bia nó sướng mà ngồi ở một cái không gian này mình nhắc đi nhắc lại các bạn ạ. Cái không gian này nó quyết định rất là nhiều luôn. Cái cảnh quá đẹp các bạn ạ. Ở đây anh em. Chuẩn bị trước cái bụng. Thực ra là chuẩn bị trước cái bụng em uống no nước quá. Chiều sáng chiều là đã bia với nước rồi. Nói chung thế nào? Quá tuyệt vời. Đặc sản của Hải này. Đúng rồi. Này. Ôi, to. Đặc sản Chợ Phiên đây rồi. Anh em chuẩn bị chú đáo quá này. Chà. Thế anh Hải là phải chuẩn bị ngay đi bộ này. Nhưng mà sao Mau Đệ lại biết anh em thích cái món này mà chuẩn bị chú đáo đây? Quá chú đáo. Chứ em biết sở thích của anh mà. Đây, ok. Đây, mỗi anh em làm cái đi. Đây mà. Anh cứ tự nhiên đi. Đây là Hải này. À, cái này mới là sướng văn ngã. Ôi, cái này cho chị Nga. Giới thiệu với anh em là con này để rồi. Còn con này là gọi con Nguyên Trinh à? Nguyên Trinh. Này Nga Sumo cầm cái trễ này. Ôi trời. Này mỗi anh em mình cầm cái trễ chụp kiểu ảnh cho nó vui nè. Rồi, ok. À, Mau Đệ, đây, Mau Đệ cầm bên đấy đi, cho cân đi. Em cầm cốc bia đẹp. Đây, anh cũng cầm cốc Coca. À, mời anh em nhá. Quá đỉnh luôn nhỉ. Nga ra đòn cái bé này đi. Để cái to anh cho. Có chị Nga ra đòn quả trước đi. Giờ không ăn được từ đếm cắn thử ra. Mau Đệ nó thèm lắm rồi. Gắt đấy. Ôi ôi. Để chị Nga ra đòn trước. Mình xin cả nhà trước nha. Rồi mời cả nhà đi. Hôm nay Mau Ta Mau Đệ quá chú đáo cả nhà. Mình với thầy xin phép là sẽ ăn chung với nhau một cái tràng. Ừ. Thật là tuyệt vời. Ăn khoảng 2 lạng chàng. Không, cảm giác nhìn ngày trước nhìn anh Hải ăn đã thấy gọi là nói chung là đói bụng nhìn anh Hải ăn đã thấy kia rồi. Rồi xin phép ba mời anh em nhé. Mình thì cũng không ăn đến 2 lạng đâu bạn ạ. Mình chơi lạng rưỡi thôi. Đây mời anh em. Ôi lạng 7. Ôi giời. Nó ngọt. Đặt cơm rồi. Xem chị Nga với anh Hải ăn ngon quá không nhỉ? Thua kém chàng ở trên bản đó. Mà lợn ở đỉnh á. Đúng rồi, anh em thử đồ ngon. Mời anh em nhá. Con lợn này Mau Ca bảo nó còn nguyên trinh mà. Ừ. Đâu, miếng máy là đẻ rồi. Đẻ đâu, đây này. Em thử luôn đi. Kém quá mọi người ạ, để em xử quá này. Đây, đây, đây. Hai, em. Em xử quả này nhá. Có hết miếng đấy không? Không ạ. Miếng này phải 2 lạng. Em cân đi. Ngon thế nhờ. Anh ăn cắt cho em một khúc này. cay không cay? Ôi trời. Có cay đâu. Rồi. Đây là tội của những thằng tham. Những thằng tham thường hay như thế. Tí anh Hải về anh thay cái mic này. Nè, tí Coca. Coca. Thôi em sặc miếng ớt. Không ai sặc, mỗi Mau Đệ sặc. Thế là thế nào? Xin bê luôn. Xin bê luôn à? Xin bê. Xin bê luôn à? Xin gì? Giấy. Xin bê. Xin bê là gì? Gọi là xin thua ấy. Bê là thua. Đây à. Ra đòn đi. Chiến em nó luôn. Thôi giờ nãy thầy nhường em trước. Ra đòn đi. Thôi ra đòn đi. Ok thầy nói thì em xin phép nha. Ôi. Đây từ từ nhưng mà em trước khi ăn em phải giơ cái này ra này cho các bác xem này. Đấy cái chén giòn. Cái chén của nó ra chưa? Đấy. Đấy, đây này. Đấy. Uy tín nha. Đây.
Đấy, nhìn nhé. Ôi giời. Tự sửa đi. Tự chuyến. Chuyến em nó đi. Ui thử nó bó cái hàm mỏ. Ui giời. Sướng. Sướng. Thật sự tuyệt vời. Một người phụ nữ mà mình khâm phục nhất cái công việc này. Anh sau mẹ. Mặc dù vợ là... em thì em sợ. Không khâm phục nha. Sợ. Nhưng mà phải nói là các bạn này khi đấy em ăn đi, anh mới nói này, đây này, khi mà các bạn đi ăn ấy mà chọn những cái trễ mà nó liền như này là rất là giòn. Đấy. Mời anh em nhá. À. Giòn sần sật luôn. Cắt giòn mẹ đi. Mẹ ngon hơn mẹ đây ạ. To thì ngon hơn ạ. To ngon hơn. Này cắt giòn hơn. Nhỏ ngon. Đấy, mau lệ vừa bị sạc ớt các bạn ạ. Ra lò đi, cẩn thận lại sạc ớt nhá. Giòn nhá. Hả? Giòn đấy. Giòn. Đúng. Cái này ở trên chợ phiên cũng giòn lắm. Giòn. Mà những cái trễ như này mà nó đen đen ở trong ấy. Dạ. Đấy là của trễ lợn đen ấy. Ngon. Giòn ngon. Ngon. Tầm như anh em mình, như anh thì chắc chưa no đâu, em ngang ngang. Chưa. Mà thì chắc mới bắt đầu. Nào, anh em mình nâng đi nhỉ. Cho anh mượn cái cốc nào đây. Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của anh em Tama. Bây giờ anh em mình nâng đi. Đúng là chị Nga sinh năm 88, một con rồng đích thực. Nga Chú Mù là đang có cái nhà hàng bên Mỹ các bạn nhé. Nếu mà bạn nào khán giả các cô chú anh chị mà bên Mỹ thì qua nhà hàng em Nga ủng hộ nhé. Ba ngào ấy. Ở Sài Gòn. Dạ. Ở Chicago có. Chicago. Chicago. À. Phở rồi, trà sữa này, ăn uống rồi luôn. À thế à. Đầy đủ luôn. Em nghe nói là sang Mỹ hơi khó luôn. Còn cái này chắc em xin cái phần em kiếm luôn chứ ngon quá. Cuốn quá, bữa nay được hai món này. Tiếng này ngập mồm anh. Anh em Tam Mau phải nói là quá chu đáo khi mà chuẩn bị bữa tuyệt vời như này để đón tiếp anh em mình. Nhưng mà ngon em ạ. Với nước chấm ngon. Còn nước chấm ngon. Em bảo ông không sung nha. À. Đấy, bây giờ sung mới phát huy hiệu quả này. À. Tức là nó sẽ nói giảm là không bớt được nha. Giảm bớt cái độ béo. Ừ. Giòn. Nó để làm khoảng không em? Đây hai anh em mình mỗi người quả nhá. Giống không? Đây là tay ăn trong một đời luôn á, đây là tay mới biết quả này luôn á. Quả này nó là mình này. Và bóc xuống là nó hơi có tí nhựa, nó mủ trắng, thế nên là chị Nga hơi ghê. Tại vì ở trong Nam nếu như mà dùng các món thì người ta hay dùng quả vải ấy. Đấy nha, thì nó ăn không chỉ là ghê, chỉ là mình biết ăn hay không thôi. Nếu không biết ăn thì không, mình tức không là ăn. Cái này nó là kiểu như là rau, rau củ quả. Như người ta ăn ốc á. Đúng rồi. Nó coi như là một món gia vị. Hay là muối. Trâm thêm mấy người là ngon. Dài cắt ăn có đã nè. Cái này mình treo lên cổ mình đó thầy. Cùng với mình cạp miếng bên đây mình cạp miếng. Ừ, thầy ơi ngon chưa? Hồi nãy mình tỉ là nó ngập ở trong đây là cái gì thế này? Mà thầy gọi là lựa chàng là phải như thế nào? Chàng nó phải đặt ở trong đường giống. Nó phải đặt con lợn đấy là nó rất là ngon. Đấy. Em phát nửa phát này nha. Mau đệ là cứ này nhìn. Mau đệ là hôm nay là nhìn thấy gọi là chú anh gọi là cái gì nhỉ? Bà ơi à. Đấy. Chú anh thì gọi là má ơi. Trời ơi. Mau đệ là trời ơi. Mau đệ nhìn Nga ăn không trước mắt. Thật sự là không còn một lời nào diễn tả. Trước đây Mau đệ của nó xem nó bảo là ghét. À, rất nhiều người. Đấy. Nhiều người cũng nói rất nhiều người nói thế, không chỉ riêng gì Mau Đệ đâu. Nhưng mà phải tận mắt nhìn thấy thì kinh khủng thật mọi người ạ.
khi người ta cắt ghép, người ta chuyển góc cái cắt ghép, nhưng mà đây mình quay liền phát như thế này mà bất an, có người bảo cắt ghép thì chịu. Cái này thì chịu các bác rồi, anh em tôi là cũng gọi là đam mê. Mao Đệ là lúc mà anh em gọi điện này là Mao Đệ rất là háo hức luôn các bạn ạ. Háo hức bởi vì là có nghĩa là tò mò xem mà thử hư thế nào đúng không? Một cô gái gọi là 45 cân à. Mà bây giờ đi với anh đi Tây Bắc ấy, kiểu là đi núi rừng nhiều, không có ai ăn uống cũng thất thường, bữa đói bữa no, giảm mất của em gái mấy cân nhỉ? 3 cân. Đấy, còn 42 cân. Còn 42 cân. Hôm nay là cố gắng là tầm bổ à, làm cái đùi. Đừng về tới nhà cả nhà ơi. Bổ lắm thôi lòng. Để ba má nhận ra nữa. Nào về cho anh gửi lời chào ba má anh em nhé. Ba má cũng không ba em á. Vừa rồi cả tuần nó không bị nha. Vừa rồi ba bị cái nói là con chơi với ba thôi. Cái kêu tại sao thì con đi cả tuần rồi ba không có gọi điện cho con. Người á thì ăn không hết kẻ lần không ra. Kéo gà đen đồ ha, rồi á hả lên chợ phim với rồi ba em coi trên của Hải Sa Ra. Coi trên Tam Mau ngày xưa đầu tiên luôn, xong rồi coi anh Hải, em là ba không coi, sau này em về em mới tự đăng ký, tại đăng ký hết mấy kênh kia không, không đăng ký kênh em nói là vậy fan cùng những chưa ba cái dữ lắm rồi đó. Lên kiểu hành trình của tụi em đi là ba đều biết hết. Cái ý ta nói là thôi ba thấy con gái ba vậy vậy rồi ba biết mà. Nên là chắc là ba chọc thôi, nhưng mà lúc nào ba cũng quan tâm. Chứ là ba thương em mà. Dạ ba thương hết. Nói đây làm tí này cho nó buồn buồn. Ui à. Hả? Bỏ ở đằng này không? Không dám chơi, chơi bỏ ở đằng này. Thế gì không em? Kỳ quá hả? Thôi, đó là thôi. Cái này chắc nó cứng rồi này ha, cái này với mình. Ừ, cái này nó giòn, cái này rất là giòn. Cái này ăn mới sướng này. Đấy. Chị thử xem. Rồi em thử cả miếng đi. Nếu mà không giòn á thì thôi ha, còn nếu giòn thì em ăn nha. Giòn. Rồi. Ơi, má ơi ba ơi. Cũng giòn. Nó giòn nhưng mà nó là cái cuống của sách ấy. Một chút. Sơn 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 sơn. Thôi bác sĩ làm bị nhái em ok. Cảm ơn. Cả nhà mà muốn làm răng giống như Nga có gì thì inbox cho Nga. Inbox cho em sẽ gửi số điện thoại cho. Nhắn tin đi em. À có nhầm. À, sạc điện đi em. Ôi rồi chú sạc kiểu gì thế này? Sạc cái gì mà kỳ quá. Rõ ràng lúc nãy mình hết một lon rồi. Một lon đâu à, bộ này, cái này mình này được cái là mình không nhập phí tạm hết á. Này. Để mau đẹp nè. Ui em nào quá. Làm phát này nha, một hít nè. À, một đỏ. Một hít. Ui. Đã nha. Nói chung là anh là mọi người biết là Dương Hải là có mối quan hệ với rất là đông anh em YouTuber ở Việt Nam cũng như là các KOL, nhưng mà phải nói là mình bái phục khâm phục Ngasumo cái khả năng ăn uống. Mặc dù là Ngasumo nói là có xem video của Hải rất là nhiều nên là cái cách ăn của Ngasumo cũng giống Hải, ngon nhìn ngon miệng, nhưng mà mình không ăn được nhiều thế. Mình anh mà ăn được như thế thì em. Bây giờ phải tạ rồi. Đúng rồi, ngày trước em. Đại ca ra giao lưu với anh em tí nhỉ? Đây là ông bia. Mấy chủ nhà ở đây giao lưu của anh em mình. Đây. Đây là ly của anh này. Đưa đá cho em, bỏ đá đi cho anh đang cho đá đi cho anh Đạm. Em mượn cái khăn. Hả? No quá. Mao Đệ làm no, mấy miếng mà thở ra. Còn miếng hồng đào nào cho em xin. Có, để có miếng hồng đào à? Đây này. Hồng đào là rất là nhiều. Cũng miếng hồng đào là nếu mà em mà ở Việt Nam ấy đây. Những cái ẩm thực mà siêu to khổng lồ ấy đây, để ngoài bà Tân Vlog ra ngày xưa là anh em Tam Mao làm đầu tiên đấy chứ. Đây 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 này đấy. Nói về châu luộc cả con, châu luộc cả con nổi tiếng ghê. Đây mấy miếng này chắc em nghĩ em phải hết ngập mồm hết miếng này không. Anh nghĩ miếng này á chắc không hết đâu. Hết đi ngập mồm đấy phải không, tại tại phải lấy thịt che thịt nè, thịt hứng thịt nè. Mao Đệ nhìn nhìn xít xoa lắm. Xem chị ăn vừa này lại đói tiếp rồi này. Làm miếng đi, làm miếng đi. Không thể nào ăn tiếp được. À, có nghĩa là đói con mắt không ngờ, thật sự là quá là bất ngờ. Nó phải nói tin được luôn. Mình mời mình ra ngồi giao lưu với anh em chút. Chào nhà. Anh ngồi đây. Đây này, chào nhé. Dạ.
Anh Đạo là một trong những khán giả của kênh Sapa TV. Ngày xưa là khán giả, sau này là người anh của mình. Phan cuồng. Như là anh đi rất nhiều cây số và để chỉ đi cùng Hải để đi chợ phiên thưởng thức món gọi là ẩm thực chợ phiên các bạn ạ. Và hôm nay thì rất vui được gặp anh, giới thiệu với anh đây là bạn Nga Sumo. Đấy. Một trong những cơ thủ là về ẩm thực Việt Nam thì em đang có một siêu giải thưởng. Ai mà ăn thắng Nga Sumo thì em cứ tặng 50 củ rồi ở nhà hàng Sao TV. 50 triệu củ đi. 50 triệu. Và những cái clip mà xem Nga ăn thì anh cũng hơi khó. Khó cầu thủ nào. Khó đối thủ nào. Không, nhiều người không tin thì họ sẽ hiện tại vẫn rất nhiều người đăng ký rồi. Rồi. Anh em mình nâng ly xin phép này nhá. Sức khỏe này, chúc kênh Sapa TV này, Tamao TV này, Nga Sumo này và chúc viên Tây Bắc. Anh em phát triển nhá. Dạ, cảm ơn anh. Công việc thuận lợi. Mời mọi người nhá. Thế đi, lắc kêu. Lắc kêu. Lắc kêu. Đâu quá. Hôm nay thì cũng để gọi là hai trăm lời cảm ơn Cường kênh Tamao TV đã mời Hoàng Hải cũng như là Nga về các bạn đến đây thì rất cho gia đình của chủ khu Doric gia đình này có lưu ý cảm ơn anh em. Dạ vâng, nhất trí. Có những người bạn mà trong tập đoàn của Tết Cóp thì đã giao lưu với Hải rất là nhiều lần. Thì mời anh em ra đây giao lưu với đấy. Ok anh, để mời anh ra đây ạ. Đông ơi, nhưng mà phải nói là anh Đạo là lãnh đạo của một công ty, một tập đoàn rất là lớn các bạn ạ. Mà bớt chút thời gian đang ngồi với anh em mình như này là cảm động lắm đấy. Nhưng mà anh ơi, trước tiên là em mời anh đứng. Đúng rồi. Mời anh. Anh thưởng thức rồi em. Mình được trải nghiệm và được học rất nhiều từ những cái mà về kỹ thuật ăn uống của Hoàng Hải. Tâm mạo thế nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Dân giả tự nhiên. Vậy là hôm nay là anh Đạo ra là anh có một chút nhắn nhủ là anh bảo là Nga Sumo là không uống được rượu bia. Anh ấy mời em là một lúc là 5 ly kiểu thế. Hồi nãy anh nói với em luôn á là em phải có người uống thi. Uống thi, đúng không? Kiểu như là bữa là biểu diễn một mình quen là buồn rồi, bây giờ có người. Anh cử anh cử là diện người tập đoàn đi. Hay anh đại diện đi. Cái món bia thì thật sự nói là không được nhiều. Không khét được chị Hải. Nhưng Hải khét thế còn đầu hàng luôn. Đây em mời anh chị. Mời anh chị vào nhá. Hôm nay chị đưa đi tham quan một vòng homestay này. Cái này đúng ra gọi homestay là hơi chưa lột tả được, nó gọi là resort mini. Dạ, resort mini là được nhá. Em ơi, anh ơi, đây em mời anh. Em mời chị ạ. Giới thiệu với các bạn là đây là chị Lê Đông và Nguyễn Thu Hiền là vợ chồng chủ của khu Doric Garden này. Quá tuyệt vời. Quá là hay anh ạ. Thôi mà em xin phép ngồi nhá, vì đứng lên thì hơi vướng. Không phải gia đình mình, em đứng được. Anh ơi, bây giờ mà khán giả của Tamao TV, Sapa TV cũng như Nga Sumo mà có dịp đến đây để đặt phòng, đặt ăn như thế này, thế ba vì này thì mình có chính sách giảm giá hay là khuyến mãi gì không anh ạ? Đang chạy giảm giá 10%. Tức là khi đến với Doric là mà đọc pass là Hải Sapa, Tamao TV, Nga Sumo và chợ phiên Tây Bắc sẽ được giảm giá 10%. Không. 10% là chị đang chạy rồi. Không, tất cả mọi lúc, tất cả. Đấy, nhưng mà bây giờ khán giả của mình đến là phải hơn chứ. Không đến được miễn phí. Anh chơi căng thế. Anh chơi căng quá. Nhưng mà trong thời gian bao lâu miễn phí không phải có thời gian thôi anh nào. Dạ, không, anh nói miễn phí là anh đùa thôi. Giảm 20-30% là được rồi. Anh có thể đọc cái số hotline để đặt phòng được không anh nhỉ? 0976 547 257. Wow. Chị đọc lại nào, chị đọc chậm. 0976 547 257. Ok, cảm ơn chị nhá. Chúc anh chị sức khỏe nhá. Cảm ơn. Ui, tuyệt vời quá anh ạ. Quá đã, quá mát. Một bữa cơm mà. Dạ, vâng, chị uống bao nhiêu uống ạ? Dạ, dạ. Ok, anh cảm ơn chị nhá. Dạ, dạ. Vâng. Hôm nay nhà mình chính khách anh nhỉ?
Ông ơi, báo cáo với các bạn là thực ra là cái khu này thì ngoài món bê khoai như này thì còn có những món như là cá hô, là nguồn cá nhập trực tiếp từ bên Campuchia về hoặc là Nam ra. Đó là còn thêm nhiều các món đặc sản nữa. Mong muốn rằng là có đồ đồng không anh nhỉ? Đồ đồng quê cũng có chứ. Có đồ quê thì trên này ra là đồ quê thì thường thì không lạ rồi. Trên này thì các chợ thì vẫn là các chợ các vùng quê thì vẫn có đồ quê còn rất nhiều. Và khi mà các bạn đến với lại khu Nordic Garden ấy, thì sẽ luôn luôn là được tiếp đón rất là nhiệt tình. Và thứ hai là các món ăn thực phẩm đây rất là tươi, rất là ngon. Nhưng mà phải nói là cảm ơn, đầu tiên là phải cảm ơn anh em Tamao TV giới thiệu một cái homestay cực kỳ là chill, đẹp. Đấy. Ông chủ thì bà chủ thì hôm nay mặc dù là mình thấy ở đây kín hết cả xe để là khách nhưng mà vẫn dành chút thời gian đưa mình đi tham quan đấy. Đúng hay. Cảm ơn anh trai nhá. Thank you anh. Dạ dạ. Ok anh. Dạ. Nãy đồng phòng khách sạn em lỡ anh lúc đầu cái mì. Em thì chị thỉnh thoảng là hơi đói một tí thôi. Các bạn có mà hiếm ăn muối mì một tí thôi. Mời vô xong. Cái này là với Hải thì mình đầu tiên là với Hải. Vâng. Mình cảm nhận là cái con người rất là hào sảng phóng khoáng và từ những cái ví dụ tất cả những cái clip xem nó từ mình từ những cái gần như gần nhất là mình đi trên Hà Giang đi làm thịt lợn rồi mà cứ bà con rất bận ra là mình nghĩ là nếu mà có chưa thời gian thì mình chắc chắn sẽ làm được nhiều hơn vì là cái công việc thì đi suốt thì mình thấy là từ đầu năm giờ là mình theo dõi rất là chính đấy và qua đấy thì mình biết được Nga Sumo rồi mà. Như thường thì trên Tam Mao thì mình cũng là fan cứng từ lâu rồi, quá nổi tiếng rồi, trước bên Tây Bắc là cũng là những người mà cùng lại chia sẻ nhà thì xin phép là thôi. Hôm nay gặp gia đình là cảm ơn cái sự quan tâm và tình cảm của tất cả các bạn. Nhưng mà mọi người nhìn thấy là mình với anh Đạo là nhìn như hai anh em đấy, không ai đầu tóc không nói nhưng mà da không ở mọi thứ lần đầu tiên mà đưa anh đi chợ phiên ấy, xong rồi ngày còn đi lái xe đưa khách đi chợ phiên ấy, là mọi người anh bảo ô nhìn lên clip nhìn như ở hai anh em. Em nhìn giống anh Cường câu cá này. Em là nhìn thấy anh Cường câu cá là anh em không nào. Anh ốm được gì anh giống thiệt mà anh chị mà bảo anh Hải giống ca sĩ Tuấn Hưng thì khả năng em giống đàn trưởng. Nhưng mà cái anh Hải là hồi nãy có mới tiết lộ với em luôn, ảnh là về xây dựng tất cả về xây dựng công trình lớn, thậm chí là qua nước ngoài. Đây là tập đoàn đa quốc gia, anh ấy là chủ tịch hội đồng quản trị đấy. Nhưng mà nhìn rất là bình dân. Nhưng mà anh tiết lộ với em là anh mê ảnh thật, cho nên cái con đường mê ảnh thật đó dẫn đến anh ơi, hôm nào anh em mình sang Mỹ đi ăn khá là nhỉ. Ok, bất cứ nào mà Nga mời thì anh em mình dạ, đi được. Dạ được trời. Thế mày tao gì bàn vô hết cái nè. Được rồi. Lại hết à? Hết à? Vô nhân nào. Nhưng mà ông Cường sang Mỹ mà đi ra sân bay là không đi chân đất. Ông nhiều lúc tôi thấy ông đi chân đất hơi nhiều. Đi chân đất rất lắm. Bây giờ em thay rồi. Thay chưa? Em đi dép rồi nhưng mà em hay bỏ quên dép lắm. Ông ở cái siêu biệt thự đấy mà đi chân đất đâu đi. Đúng rồi. 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 Đang nhỉ. Em mong bộ cái món này thật sự là em là ở giữa rồi thật, không dám đứng sang bên này đâu. Nếu mà đứng sang bên này thì em lại là một đối thủ. Nhưng mà anh ơi, trước khi mà anh thi đấu với Nga Sumo thì anh cảm thấy nào nhỉ? Có cảm xúc nào, cảm giác gì? Thật sự là lần đầu tiên là lên là gặp một đối thủ mà lại đặc biệt là một chị phụ nữ ấy. Gái như này cũng tâm lý thì cũng khá là run. Không, mình phải tự tin lên anh ấy. Vâng, thì thôi thì cũng cố gắng, có anh em cổ vũ đây thì sẽ cố gắng. Mình phải tự tin lên anh. Hôm nay giải thưởng của sếp tổng thực ra là phần quà nhỏ nhỏ thôi nhưng mà làm cho anh em cảm thấy là kích tính hơn đấy. Thực ra là báo cáo với lại các bạn là Tấn chưa biết đối thủ của mình là ai cho nên là rất hiên ngang. Anh nói sao? Anh chủ ở Doris vừa nói là thắng thêm em Nga là tặng cho bạn kia là 5 triệu. Ngoài cái việc mà thắng em Nga, anh Đạo thứ 10 triệu, anh thêm 5 triệu nữa. Nhưng mà nếu mà em Nga thêm 5 triệu nữa. Ok. Nếu mà em Nga thắng thì là thêm bao nhiêu? Ok, thêm 5 triệu nữa là 10 triệu. Tôi và thêm 5 triệu. Ok. Nhưng mà em ơi,
Em ơi, bây giờ như này là thi thì chắc chắn là thi rồi, nhưng mà chưa thấy tiền, nhiều khả năng là hơi tâm lý. Hơi tâm lý. Bây giờ là phải thấy cái đúng không? ông Hoàng Hải ơi, dạ. Bây giờ mình có chuyển khoản nhá, tiền tiền giả làm sao? Tiền là bình thường. Có chuyển khoản nhá. Cũng là bình thường. Chuyển khoản. Rồi ok. Thôi em ơi, chuyển khoản nhá, đừng tâm lý nhá. Tiền mặt đâu? Rồi. Mình sẽ quay đúng em sẽ làm nhiệm vụ là khui cả hai đúng không? Rồi. Ok, rồi. Có bên anh Tuấn trước. Nói chuyển khoản chứ còn cái chuyển khoản rõ đi thì mình chuyên nghiệp quá rồi.